Hello các bạn nha. Hello con cặc. What? What the fuck? Hôm nay mình sẽ review cái mẫu sản phẩm này nha các bạn. Đây là mẫu sản phẩm thuốc lá điện tử hay là Vape, không phải thuốc lá nữa. Đây là Vape. Đây là cái này thì đây là có tên là Eco Kit. Đây. Bên đây thì bên mặt bên đây thì có các loại màu các bạn, màu màu đen, màu xanh, mấy loại màu này. Đây, cái mình mua màu này, màu này có đánh dấu à? Đây thì mấy cái thông tin này, thông tin sản phẩm này, thông tin sản phẩm này các bạn. Cái này thì sử dụng đơn giản lắm. Đây, còn đây là cái nhãn hiệu chống giả các bạn, mình có thể quét các bạn, nhãn hiệu chống giả. Thôi, không nói lòng quanh nữa. Mình mua cái đồng phẩm thì rẻ thôi các bạn ơi, không có mắc lắm đâu. Giờ mình mở ra các bạn coi nha. Đây, trong đây thì mà này mình tới tận shop mua các bạn, chứ không có mua trên mạng gì hết. Này tới tận shop mua. Đây là đây rồi, cái này là hướng dẫn sử dụng pin ha, các bạn cái này coi cũng được, cái coi tốt, mình không cần coi đâu. Còn này thì sản xuất kìa, này bảo đảm của shop ha. Để qua bên luôn này, là một tờ giấy hướng dẫn, một tờ giấy hướng dẫn nha các bạn, này, hướng dẫn này, này thì có tiếng Anh, tiếng Anh thôi, còn này mình mua thì được tặng cái này nha các bạn, tặng các bạn đó. Mua rồi tặng luôn bông rồi, đây có phụ kiện nè, này tặng kèm theo nè, kèm thay đó. Này dây sạc, dây sạc các bạn. Còn cái này thì đầu đốt, buồng đốt, mình tháo cho bạn coi, tháo cho bạn coi cứng cái ta, không tháo được rồi, không qua ý. Em tháo từ món đó luôn, đốt đây nè, này cứng quá rồi, này đốt ngay vậy nè. À, còn này nữa, khi mình mua thì anh kia anh có cho mình, có tặng cho mình hai cái coil làm trước rồi, này tự làm rồi, hai coil tự làm nha các bạn, là so ấy, mà trong đây có sẵn coil nè. Xíu mình gắn vô các bạn coi. Đây, này thân máy à. Đây thân máy nha các bạn. Thân máy nè. Này là bọn bẩm phải là không có pin nha các bạn. Pin thì shop cho các bạn, shop tặng. Đây, bẩm này rất dễ sử dụng các bạn ơi. Đây, đầu nào dùng được. Này có được 500 hết nè. Thấy không? Bẩm này. Đeo các bạn, nhiều màu lắm các bạn. Đây, khi mua thì shop có cho mình cục pin, tặng cho mình cục pin các bạn. Bên này thì xài lâu lắm ha, thấy không, không số pin nè. Nói chung này xài cũng lâu, chưa sử dụng bao giờ. Giờ mua về sử dụng thử, lần đầu sử dụng ha. Gắn pin vào bạn, gắn pin vào nhà. Đây, này có cộng trừ rõ ràng các bạn, đừng có lộn đồ cộng đồ trừ nha. Đây à, đây có viết sẵn nè, lộn mà chết luôn, nổ chết luôn. Đây, nhắn pin vô. Rồi, nhắn lại rồi. Đây, xong cái thân. Đây, thân máy nha bạn. Đây là mình đang bật nha bạn. Bấm 5 cái là sẽ tắt. 1, 2, 3, 4, 5. À, đỏ đỏ ta, này dễ sử dụng lắm. Đây thì mua sản phẩm này á, thì mua tinh dầu thì sẽ được giảm 10%. Này là tinh dầu Malaysia nha các bạn, Malaysia mà. Đây là thuốc để thơm miệng thôi chứ không có gì hết mà, chứ không có gây nghiện. Này là thơm miệng thôi, thơm miệng thuốc có khó nhiều quá, chứ nó cũng không nghe nghiện, không có hại gì hết mà. Này cũng ít hại thôi,
chứ không phải là không có hại hoàn toàn. Đây tinh dầu đây, bắt đầu sử dụng luôn. Xíu mình đốt thử các bạn coi nha các bạn. Đó. Đây. Đây. Nguyên bộ này á thì tất cả bộ này á thì mình mua hết là 970k nha các bạn. Wow. Quá rẻ các bạn, đúng không? Này sử dụng rất an toàn, không sợ nổ cháy nổ đi các bạn. À, bây giờ mình thử cất cái này vô đi, cho gọn các bạn, bớt đây. Mình gắn coi cho các bạn coi, gắn coi vô thay bông luôn. Đây, bông này bông như sẵn á. Sẵn nha, mình để cái này vô cho gọn bớt đây. Sạc, sạc cắm vô sạc thôi, cắm vô cái bi USB á, sạc vậy đó mà. Đây một cái ổn quá. Đây, kéo kéo này của mình nha, chứ người ta không có tặng đâu nha các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ gắn cái coi vô, gắn lên này dễ gắn. Đây, đây. Ok giờ mình sẽ gắn, thử gắn cái coi vô nha. Ok bây giờ mình gắn cái coi với lại thay bông luôn các bạn. Mình quên nói các bạn nha, mình nói các bạn là cái này à, cái này là cái buồng đốt này là làm bằng vàng, mạ vàng mà không biết vàng thiệt hay giả thôi. Buồng đốt này nè, nên đốt rất tốt các bạn, này đốt rất tốt. Giờ mình thử gắn coi nha, nè bạn ốc à, ốc cũng được làm bằng vàng, mạ vàng chứ phải làm bằng vàng nha các bạn, mạ vàng là bằng vàng, tiền đâu mà mua nổi cái này. À, gắn coi nha các bạn, tiến hành gắn coi nha. Mình gắn coi vô này, nó có cho mình bộ này đây. Ốc kia này, ốc thay thế rồi. Coi thì anh kia anh làm tặng cho mình một cái rồi, một cặp coi rồi. Mình thấy cái đó xài không có đã bằng cái này. Mình thấy cái này đã hơn. Cắt ra, cắt bớt đi. Thank you.
Thì mình gắn coi với mình đã xong rồi. Coi gắn vậy thôi. Trời ơi. Đây các bạn ơi. Mình thử thử bấm bấm mà lại cái này bấm bấm nhấp gãy luôn mẹ coi. Gãy mẹ coi. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Để đó mình chơi cái một coi bự một coi nhỏ quá. Trời trời. Rồi, đợi một xíu nha. Rồi, ok. Thôi, quy trình gắn coi xong. Đây là coi 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 nhỏ cái bự nha bạn. Đèo tin. Thế mà mình lỡ làm hư cái kia. À, bây giờ mình làm thay bông gòn nha bạn. Thay gòn nữa luôn. Không, thay bông luôn. Bông được tặng thay bằng lấy con này thay luôn. Mình ạ. Thì cách thay gòn của mình đơn giản. Mình không làm theo mấy anh thì cứ tưa tưa rồi đó. Mình cắt miếng này. Đó. Mình làm đơn giản lắm. Đó, cắt miếng gì đó. Rồi cắt miếng bự này. Ổn quá, hơi cái coi kìa. Rồi. Bây giờ mình xe cái bông này. Ấy, không phải xe. À, tách một miếng nhỏ này đi. Nó thấm. Nó thấm mà phải cắt kẻ vào đây. Đó, như thế đây. À, đeo xe nè. Xe đầu rồi lại. Qua đây, ấy, đầu mình xe, này là bông gòn, hôm qua anh đó nói bông gòn gì quên rồi, có tặng mình một bịch luôn á, con này anh đó có tặng mình một bịch luôn, đó, đó mình xe vậy thôi, chứ không làm gì hơn, bên đây cũng vậy, đây mình vậy, dục cái này đi, dục hai cái bên đây đi. Cái này nó cứng á. Mình đúc rồi đây. Mình thay bông thì vậy thôi. Chứ không có cấm 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 gì ở bên kia. Mình sẽ chỉ mình đâu đó quá. Đó, giờ mình cắt thôi. Cắt không rồi đi. Đục vô thôi. Bỏ mấy miếng ra đi. Các bạn thấy nhiều quá thì bỏ bớt miếng mỏng nha. Mình cắt thêm miếng nữa đi. Nó bằng bên kia. Rồi. Ok. Giờ này mình sẽ dùng dầu chế đó nha. Đây, cái dầu Malaysia nha các bạn. Đến từ Malaysia. Đây. Đây, made in Malaysia. Đây, thuốc lá này không có độc hại nha các bạn. Đó, chế dầu, chế dầu cái này trước nha các bạn. Chế dầu coi trước. Coi là bùn đốt, nó đốt thì coi là rồi. Ok. Đốt cái này. Ướt luôn à. Cho nó thấm thấm đi, cho thấm đi. Đừng tiết kiệm mình vào. Mình lấy cái nhíp này. Đẩy xuống đây. Đẩy xuống đây. Đẩy xuống đây.
xong rồi nha các bạn. Rồi. Hay xong rồi á. Giờ thì đốt ha. Đó, đốt ha. Đốt cái nhà mà giờ đốt cái thỏi nha, chứ không là nó sẽ cháy được bông. Thơm ạ. Này thơm ạ. Dầu bạc hà vải á. Chỉnh gió luôn, cái này có thể chỉnh gió được. Đó. Đây. Để đục vô lại. Đó, cái cứng rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đục thử cho bạn coi nha. Đó. This is crash, great. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe.